Vô số. Vô số hả? Dạ, ai kể trước đây? À, để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình á mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em thì cái là ở dơ. Tắm á là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gội đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà á là mặc đồ má vợ em không à. Kiểu đồ bộ là ngoài, đồ bộ dưới quê ngoài chợ á, 100 ngàn 2 bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ luôn. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia á, quay nhìn qua cái rượu chứ đúng không? Dạ tù cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ở ngoài đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Xin chào hai em, một cặp vợ chồng rất là đẹp đôi. Cái miệng kìa, cái miệng rất là phu thê, cái mũi cũng phu thê, cái đôi mắt hơi khác khác. Không, hơi cặp khác phu thê luôn đó. Khác là tại vì bạn này đeo kiến thôi. Mà hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn thể vị khán giả. Em tên là Lâm Nguyễn Quốc Vinh, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang làm đầu bếp ở dưới Bình Dương. Nhưng mà đồ món Tây hay món ta? Dạ em làm món Tây, bây giờ là em đang làm bếp bánh. Hôm nào anh xuống dưới anh ghé anh ăn nha. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ em làm ở dưới sân golf Harmony. Rồi còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang kinh doanh bánh online tại Bình Dương luôn ạ. Bán bánh luôn? Trong chuyên nghề lại. Nhưng mà kinh doanh là bán bánh hay bán gì nè? Dạ bánh kem. Có nghĩa là ngoài việc là làm bánh ở trong sân golf ra thì về nhà chắc là hai đứa cũng dạ, là học làm... ảnh truyền hết lại cho em luôn. Tức là em cũng tự làm bánh và em bán dạ, trên rồi. Online luôn. Chút nữa vô kết bạn Facebook nghe. Anh chị là phi sinh. Vậy là nguyên lý anh khoái bánh lắm. Và hai đứa giới thiệu cho anh biết lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Vào mùng 1 Tết là em có qua một nhà của người bạn là để giới thiệu cho cô bé hàng xóm là bạn thân của vợ em á. Em mới không có để ý gì tới vợ em. Buổi tối hôm đó là mới vô cái group chat của những người bạn với nhau thì em mới lướt Facebook, vô Facebook của vợ em. Em mới bị hớp hồn á chị. Lý do? Là tại vì hôm mà đi á là vợ em không có trang điểm, không có gì hết. Mà nói nhiều muỗng bia nữa. Lúc mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới trưng diện lên. Hết hồn. Thế là em mới chuyển qua là quyết định là cua vợ. Ủa nhưng mà anh chưa hiểu, có nghĩa là em giới thiệu cô bạn hàng xóm cho dạ. bạn của em. Tôi tức quá. Là một cái người bạn đó, đó. Rồi, giới thiệu rồi. Này cho nhỏ hàng xóm của nhỏ này. Rồi cái nhỏ này là bạn thân của nhỏ hàng xóm đó. Rồi mình lần đầu tiên gặp là không có thích nhau. Không có thích tại rồi. Vì nó uống bia đó. Lần sau nhỏ này dọn lên thì bây giờ lại không bỏ nhỏ hàng xóm qua luôn. Qua nhỏ này luôn. Mà lúc đó là nhiêu tuổi nè? Dạ lúc đó là em mới có 28 tuổi. Chững chạc rồi đó. Mà lật bánh tráng lẹ ghê luôn. Còn em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh. Được cái là cái mặt đẹp trai thôi. Còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm. Em tưởng là gay không á. Tại ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em. Ảnh lo nói chuyện với cái anh đó không. Mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là hai bạn không ai có ấn tượng tốt về nhau cả. Đúng rồi. Đúng không? Thì nhưng mà lần thứ hai là bạn đó có cảm tình với bạn này chưa? Dạ, chưa. Hay là vẫn cái cảm giác cứ bình thường vậy? Để em tán tỉnh cổ bằng cách nào? Thì em cũng là bình thường, không có vồ vập, nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Đói thì em mua đồ ăn, bệnh thì em mua thuốc, dạng mưa dầm thấm lâu thôi. Chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu giống anh Bin. Anh Bin là đúng hả? Lắm. Còn gì nữa. Hồi đó em cũng xài chiêu y như bạn này. Mà cuối cùng không dính. Dễ sợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em vẫn còn nghi ngờ ảnh gay không? Dạ không. Mùng 3, mùng 4 gì đó đi chơi là mấy đứa nó nói là anh Vinh thích em. Em thấy anh này bắt đầu là quan tâm em. Đang đi nhậu mà mẹ em gọi điện về la sùm là ở đây là bắt đầu Lệ có sao không, Lệ có bị gì không. Rồi sau đó tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 3 tháng mấy? Tại 3 tháng là anh tỏ tình em. Em quyết định em tỏ tình cổ bằng cách nào? Em rất là đơn giản chứ em không là hoa, không có hoa mỹ gì hết. Là cứ nói thẳng em làm bạn gái anh nha. Lúc đó Lệ chịu liền đúng không? Dạ không. Em nhớ là cái bữa đó là anh chở em ra ngoài cái công viên gần nhà. Nó cũng mờ mờ. Xong sát bên có bụi chuối. Trời ơi tóm nó mũi gần chết luôn. Xong cái đang ngồi nói chuyện cái ổng quay qua ổng nói chứ là bạn gái anh nha. Những cái người bạn trai trước của em thường là nhắn tin hoặc là gọi điện tỏ tình. Ít ai mà nói chuyện trực diện vậy lắm. Đúng rồi. Xong em cũng im im. Em không nói gì hết. Em về em cứ đắn đo mãi luôn. Nhưng mà sau này hên là cứ nhắn tin rồi lần lần em mới thích ảnh. Đến bao lâu thì em mới quyết định là chấp nhận là bạn gái của anh? Khoảng gần 4 tháng á. Sau 1 tháng nữa đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi có dành tặng cho cổ nụ hôn đầu tiên không? Vợ em giả điên giả khờ ghê lắm.
Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tối thui à. Mới là chạm môi cái là ôm em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn hôn luôn, hôn hôn ngấu nghiến luôn á. Là dữ dội luôn á. Rồi sau đó có làm gì tới nữa không? Dạ dạ không. Cái đó là tụi em là giữ cho nhau. À, giữ cho nhau đến ngày tân hôn luôn. Dạ. Quá giỏi quá vậy. Rồi. Nhưng mà lúc đó là đều trưởng thành hết rồi. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau bao lâu thì lấy nhau? Tìm hiểu nhau 2 năm mới cưới. Mà em giữ 2 năm luôn? Dạ. Em thì không có ba. Em sống với mẹ. Mẹ em thì nói chung là rất là gắt gao cái chuyện đó. Nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mà em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Đó, nên là em được giáo dục như vậy luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi cái chuyện hơi thầm kín chút xíu. Trong 2 năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện đó? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau, nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn, chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Như vậy là các bạn trong khoảng thời gian yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ yêu nhau khoảng 2 năm. 2 năm. Vậy trong 2 năm đó có những cái biến cố gì xảy ra không? Tụi em cũng êm đềm lắm. Chỉ có một lần duy nhất thôi là em nhớ là cái bữa đó là gần cưới. Thì ảnh qua nhà em chơi, thì em mới nói là anh ơi anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới, em không có muốn mà lệ thuộc vô gia đình anh nhiều quá. Thì anh nói là anh có để dành tiền, nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều, thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá, em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giọng một phát vô tường, xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, vậy như này. Ngựa không? Đắp biết được. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe, không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha, coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ. Mà suy nghĩ hoài không ra. Cái lúc đấm vô xong rồi thôi đi về đi. Đấm xong rồi còn ngồi chiêm nghiệm là thấy cái tay mình nó bị gãy. Dạ đúng rồi, lại chở anh đi bệnh viện đi, nghĩ gãy tay rồi chở anh đi. Anh nói thiệt, cái em cũng tưởng anh giỡn chị. Mà ngay tay phải nữa. Sao lấy xe tự đi được. Cái đó chắc có lẽ là cái biến cố lớn trước nhất khi cưới. Dạ đúng rồi, tụi em thì trước khi cưới rất là êm đềm. Chồng em là tuyệt đối luôn, em rất là thích ảnh ở cái khoảng này. Có nghĩa là dù vợ chồng gây lộn đến mức cỡ nào, thường là em nóng tính, nhưng mà ảnh thì không bao giờ đánh em. Ví dụ như gây lộn chút xíu là im thôi. Rồi lúc mà hai đứa giữ gìn cho đến cái ngày đám cưới á, thì cái đêm tân hôn á, nó có suôn sẻ không hay là ngỡ ngàng? Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa. Tại vì mệt quá chị. Trời, về đãi bên nhà ảnh, em ngồi em rửa chén gần chết luôn. Xong rồi lên đuối quá, hai chồng lo ngồi đếm tiền, xong nằm phè ra ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau là lo đi Đà Nẵng. Ham chơi lắm, vô Đà Nẵng là cứ đi chơi. Tới cận về đây thì mới có đêm tân hôn. Là mấy ngày sau? Gần dạ, một đúng tuần rồi, mới gần có một đêm tuần. Tân hôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngàng. Vợ em là tân mà. Khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Rồi sau đó thì là có dính bầu liền không hay như thế nào? Cưới khoảng 3 tháng sau thì em mới mang bầu. Lúc mà em mới vừa mang bầu là em đi làm kế toán được khoảng 3 tháng là em bị té động thai. Thì bác sĩ mới kêu em là bây giờ phải nằm liệt giường luôn, tại em ra máu hoài luôn. Thì kinh tế gia đình là ảnh lo hết. Nhưng mà được cái là chồng em không bao giờ về khó chịu hay gì. Rước mẹ em về nuôi luôn mà. Lo cho đến lúc mà em khoảng 8 tháng em mới đi lại bình thường. Là giữ được em bé đúng không? Dạ giữ được em bé. Là em bé là em bé gái hay bé trai vậy? Dạ bé trai được gần 3 tuổi rồi chị. Như vậy là trong khoảng thời gian ở với nhau, với một khoảng thời gian mà quen với nhau như vậy là chắc chắn là tình cảm và tâm lý hiểu nhau hết rồi đúng không? Tật xấu có nhiều không? Vô số. Vô số hả? Dạ, ai kể trước đây? Để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình đó mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em thì cái là ở dơ. Tắm á là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gội đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà á là mặc đồ má vợ em không à. Kiểu đồ là mày, đồ bộ với quê ngoài chợ á. Dạ, 100.000 hai bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ luôn. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia á. Quay nhìn qua cái rượu chứ đúng không? Dạ tụt cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ở ngoài đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Em cứ đi tìm trên mạng mấy cái đồ mà ren sexy lên á mà không chịu. Mà chỉ có 2 cái váy ngủ mà mẹ ruột em cho á, tới bây giờ mặc là sức chỉ ra may lại xong mặc tiếp. Sao em không mua tặng cho vợ em? Bị la.
vợ em mặc là phải đúng gu của vợ em. Nhưng mà không thử mua một bộ very sexy về tặng tiền em giữ. Mỗi lần là lâu lâu cái vợ ơi, anh thấy này đẹp nè, thôi em bỏ tiền em mua. Thôi khỏi luôn đi, cái này chỉ có mặc ngủ mà đâu ai thấy đồ lo. Ở đây là em không có đầu tư nhiều gì mà cái là quần áo em á là vợ em cứ bung ra mua. Mua cho con cái mua mà bản thân thì lại tiếc lắm. Lúc mà vợ chồng đang nói chuyện với nhau á, hay sờ mấy cái chỗ hiểm, chỗ nhạy cảm á, là ngắt một cái đau thiệt đau vậy đó. Không biết để làm gì. Ông người ngay rồi lại khóc, mẹ nghéo với em. Với còn một cái cuối nữa là vợ em cực kỳ biến thái luôn. Ghê vậy. Em đang trên lầu á, giỡn với con vậy á, mấy cái lỗ tai cái đưa vô lỗ mũi em, thúi ơi thúi luôn, không chịu nổi. Xong cười nghiêng cười ngã vậy rồi. Vì em là có những cái sở thích nó thùy mị như vậy em. Chung là không, cái vụ mà ngoáy lỗ mũi thì lâu lâu em hứng lên em mới làm. Còn chuyện ngắt nghéo ảnh là thường xuyên. Ví dụ nằm ngủ mà thấy cưng cưng, da thịt mà mát mát, xong rồi mở mở chị thích quá ngắt một phát. Vợ chồng em gây lộn toàn vấn đề đó không à? Là coi như là chỉ có một vài tật xấu nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Trong mấy cái tật xấu đó em mong vợ em thay đổi cái tật nào nhất? Em chỉ mong là vợ em á tút bản thân. Đừng mặc đồ bà ngoại đúng không? Yeah. Thôi chích cho ổng chút xíu đi để mua cái đầm sexy. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì cũng ít lắm, cũng sơ sơ thôi à. Chồng em rất là mê game. Ngày nào mà ảnh không đi làm nha là ảnh lên trên phòng mở máy lạnh rồi ngồi chơi suốt từ sáng tới chiều. Em cứ phải nhắc anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước, anh ơi đi tắm, anh ơi đi tiểu. Cái thứ hai là ngáy. Người ta là ngáy mà cỡ mấy cày đúng không? Không, chồng em là cỡ giống như là sẽ tăng hay đại bác vậy đó. Mà tính em là khó ngủ. Nhiều khi em bực quá em quay qua em bịt miệng hoặc là em ngắt vú cho dậy chơi vậy đó. Nhưng mà được cái là không có quạo. Cứ quay qua bắt đầu cái biết là do mình ngáy to nên là vợ không ngủ được. Thế là quay qua vỗ mông vợ. Bình thường là hai vợ chồng là em phải ngủ trước rồi ảnh mới được ngủ sau. Còn cái nữa là ham ăn. Tối ngày dành ăn với em hoài à. Ví dụ như em chiên gà hay cái gì mà ngon á, ổng là đã ăn hết rồi nha. Cái quay qua hỏi vợ em có ăn nữa không, cho anh xin miếng đi. Cái em cũng kêu vậy thôi anh cứ ăn đi. Hồi nữa quay qua còn có một cục à. Ảnh mà đồ ăn ngon á, chị biết không, ảnh hút sạch sẽ luôn. Ăn mà cầm hút luôn vậy nè. Hút sột soạt xong nhìn vô cái tô không còn cái gì hết. Khỏi phải rửa chén. Dạ, có ghen không? Trời siêu ghen luôn chị. Ảnh kêu á là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha. Còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Ví dụ em nhớ là cái em mới cưới anh về là em làm kế toán. Trong hội mới là mời rủ nhau đi ăn. Thì có ba đứa con gái với hai người con trai. Em nói là anh ơi cho em đi ăn 7 giờ em về. Em năn nỉ gần khoảng một tuần mới cho em đi á nha. 5 giờ rưỡi em mới tan ca. Tới cái chỗ mà ăn á là đã gần 6 giờ. Bưng nồi lẩu ra là 6 giờ rưỡi rồi. Em mới gọi điện cho anh em nói chứ anh ơi thôi cho vợ về trễ xíu đi. Ổng nạt trong điện thoại đi. Không về hả? Là anh xách xe lên đó liền luôn á. Thế từ đó về sau là trong công ty không ai dám rủ em đi chơi. Tới giờ vẫn còn ghen luôn. Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Sợ với thằng shipper nó ghen với shipper nó. Bởi vậy là ông này ổng mâu thuẫn với sợ luôn á. Ổng không cho mình mặc đồ bà ngoại. Ổng bắt mình phải trưng diện lên mà ổng không cho mình ra ngoài đường. Thôi mình trưng diện làm gì trời. Bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong là ảnh bớt chơi game thôi. Rồi dành thời gian lo cho gia đình hơn. Còn ngoài ra tất cả các mặt khác là em rất là thương ảnh. Thôi bây giờ gì nè, em thử đi em. Nay em cứ đi mua đồ ngủ em bận thử đi. Em cứ mặc đồ ngủ từ sáng tới chiều. Hết chơi game luôn á. Thiệt. Coi nhiều khi ông buồn á, ông buồn trời không biết nhìn ai giờ. Giờ tăng cường hơn ngày gọi đầu. Coi như là một tuần gọi 3-4 ngày cho anh. Để cho cái hương thơm nó ngào ngạt. Trích miếng tiền ra đi, chơi đi nghe. Rồi chúc cho các em luôn luôn vui vẻ và luôn nhìn thấy được ở cô ấy có một sức hút mãnh liệt. Thôi, xin chào các em, chúc các em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh chị ạ.